Chào các bác nhá. Kênh Khởi Nghiệp xin chào các bác. Chào toàn thể bà con nha các bác. Hôm nay là ngày mấy bác nhỉ? Hôm nay là ngày 16 tháng 2 đúng không nhỉ? 16 tháng 2 chứ. Cũng là tháng 1 đúng không? Đó cùng ngày luôn. Đó hôm nay là ngày 16 tháng 1 âm lịch năm 2022 năm Nhâm Dần. Đó chuồng bò chú Thơm lại về một lô bò các bác ạ. Sáng nay em xuất một lô bò đi đi sang Nghệ An rồi. Chú Thơm cũng là quay ở đây rồi nhưng mà sang Nghệ An rồi em bắt ngược bò về thì bác trai ở bên đây các bác, bác trai ở bên Nghệ An bác cũng sang. Đó thì bác ở đâu Nghệ An bác nhỉ? Bác ở Nghĩa Đàn, Nghệ An thì bác cũng điện lâu lắm rồi các bác, điện cho chú Thơm từ năm ngoái thôi. Nhưng mà không mua được hàng của em tại vì bác cũng sang. Thì bác sang nhà bác chờ em để bắt hàng về để cho bác xem có được hay không để bác bắt chứ bác hết kiên nhẫn rồi. Đó thì chú Thơm chuyển bò sang Nghệ An rồi bắt một lô bò về. Đó thì ở trong chuồng em tổng cộng bây giờ là có 2, 4, 6, 8 con nha các bác. 8 con bò ba bê bổ béo thì em bán mất 4 con rồi. Đó bác sang thì bác mua 4 con. Đó thì còn 4 con. Đó thì em cũng làm đoạn clip này cho bà con nông dân tham khảo. Để 4 con còn lại đó, nếu mà các bác cảm thấy ưng cái bụng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp gặp em để bắt 4 con này nha bà con nông dân. Ok các bác. Đây các bác. Đó. Trước mặt các bác, trước mặt toàn thể bà con nông dân là 5 con bê, ba bê đực nha các bác, 5 con ba bê đực nha. Đó. Thì bác trai đây bác điện từ năm ngoái chứ. Bác điện từ năm ngoái, nói xin lỗi các bác nhớ cháu chứ cháu chịu. Vì nhiều khách hàng đó nên không nhớ. Thì vừa rồi bác cũng nuôi đúng không nhỉ? Vừa rồi bác cũng nuôi đúng không? Nuôi mấy con? Ba con xuất rồi đây. Xuất rồi bây giờ nuôi lại đúng không? Bác chào bà con coi. Chào bà con nha. Dạ vâng. Đây là con trai bác đúng không? Em đúng không? Em vợ vâ. Em vợ. Em nay nhiều tuổi chưa? Dạ em 29. 29 hả? Lập gia đình chưa nha? Dạ em thì chưa. Chưa lập gia đình nhỉ? Đang tham khảo cái mô hình của anh về mở thêm. Rồi. Chứ em nhận xét là nếu mà bò anh bắt về thì cái lối lát đi là tạm được chưa? Tạm được thôi chứ anh không nói là đẹp. Rồi, chính xác. Cảm ơn em nhé. Đó, thì các bác cũng thấy là chia sẻ của bạn ở bên Nghệ An đó, hai anh em. Đó thì sang bên đây để bắt hàng của em. Đó thì bò mới về thì anh bắt 4 con nha các bác. Anh có nhu cầu mua 4 con nhá. Thì 4 con này là, đây các bác, 28 triệu các bác bò. Tổ tướng được các bác này. Đó. Này. 28 triệu bạc các bác. 28 triệu bạc con bò bị đào mua ra các bác. Đây. Đó. Thì 4 con này là 104 triệu nha các bác. 104 triệu nha bà con. Thì xô là 26 triệu một con nhá. Đây các bác thấy nhìn có được hay không này. Đó, một con này. Đây. Hai con này. Đó. Ba con này. Ủa trời ơi bò. Bò đỉnh cao luôn các bác, lâu lắm rồi mới bắt được con bò, đúng đầu năm mới chờ chú Thơm mới bắt được con bò đi. Và đây là con thứ tư nha các bác. Đây. Đó. 4 con này là 104 triệu nha các bác, xô 26 triệu một con nhá. Đây này. Ủa trời ơi, hơn cao. Đó. Xong xuôi nha, tức là 4 con này nha, chú Thơm đã bán rồi nè, nhắc lại nha, bán cho bác trai bây giờ là thu xếp là chở sang cho bác luôn. Không có là lại không có clip nào. Thứ nhất, thứ hai nữa là nếu mà ở chuồng em còn 1-2 con này em cũng không quay đâu. Nhưng mà nhân dịp đó là đang còn 3 con 3B được lỡ ở bên đây luôn. Tức là 3 con 3B này thì các bác này là chú Thơm cũng bắt về lâu rồi đó các bác ạ, bắt về cũng tương đối là lâu rồi đó, nhưng mà em không có thời gian để quay các bác. Đó, không có thời gian để quay nữa. Đó thì hôm nay chú Thơm review luôn 3 con này luôn nha. Để cho bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt 3 con này nha các bác. Thì còn một con. Đây, chú Thơm review một con này cho các bác xem. Đây, con này là 22 triệu nha các bác. 22 triệu con này nha.
Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con 3B này nha các bác. Đây. Đó. 5 con nha, thì bác chê cái con này sừng ngạnh này. Đó, vì anh có một cái vài nụt nhọt đấy nên bác chê. Có sao chú Thơm nói vậy. Con bò này, còn tiền nào vãi nấy nha các bác. Tiền nào vãi nấy nha. Đó. Con này em bán là 22 triệu nha các bác. Đó, còn một mình con này thôi nha các bác. Các bác lưu ý nha. Tính em nói đi nói lại nhiều. Mấy con cái đó là nhọt chứ không phải bị bim da nối cục đâu. Nếu mà các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp gặp em, anh em trao đổi thêm nha. Cái đó là em lấy kéo em cắt để em bôi thuốc cho nó hết. Cái nhọt giống như mụn cóc mình đó các bác. Đó, còn các bác nhìn thấy thế con bê này. Đó. Xong xui nha, đây em đứng xa đây này. Còn xa, vướng cái bờ tường rồi đây các bác này. Đó, vướng cái bờ tường rồi này. Đó, nhưng mà các bác cũng hình dung rõ cái lề lối con me rồi đúng không ạ? Đó. Nên con này tiền nhiều à, tiền ít nhất mà bác không bắt nha. Tiền nào vãi nấy. Đó, so với mấy con này là nó đang còn ít hơn 4 triệu bạc các bác, gần một chỉ vàng đó. Nhưng mà bác không bắt. Đó, xong xui nha. Còn một mình con này thôi nha các bác. Còn bốn con này chú Thơm đã bán rồi nha. Đó, bà con nông dân đừng hiểu lầm rồi, các bác điện cho em nữa nhọc lắm đó. Đó, xong xui. Thì bây giờ chú Thơm sang review cụ thể ba con bò 3B được lỡ ở bên đây cho bác nào có nhu cầu thì tìm đến mua nha các bác. Đây, chú Thơm quay đường trước, quay từng con một nha. Trời không mưa chứ, trời không mưa thì em dắt ra cho các bác xem. Nhưng mà trời mưa, nên các bác cũng thông cảm nha. Đây, một con nha. Con này con đầu tiên nha các bác. Các bác lưu ý là 3B được lỡ nha. Đó, con này là con thứ hai nha. Đó, thấy chưa? Đây. Đây. Đó. Và con này nhá, con này là con thứ ba nha. Đây. Đó. Bác cho cháu hỏi một tí luôn, ba con 3B được lỡ này, bác thấy lối cách nó được hay không? Trả lời luôn. Được hả? Rồi đó. Đó, tức là bác là người đi mua, nhưng mà bác mua bê giống này, tiện đó chú Thơm hỏi luôn bác coi là bác có cảm thấy lối lác là được hay không, vì bác đã đã nuôi bò 3B và đã bán bò 3B rồi nhá, chứ không phải là không biết chi nha các bác. Đó, thì nhận xét của bác là được đó. Vâng, cảm ơn bác nhá. Đây, đó, con này là con thứ ba nha. Đây, ăn uống thì bò là bò lành nha các bác, không phải bò bệnh nhá, rõ ràng nha các bác. Đây, con này là con thứ ba này. Đó, giờ chú Thơm vô đường trong review cụ thể cho các bác xem nha. Đây các bác. Đó. Đây. Ba con nha. Em quay đường trước rồi, bây giờ em vô đường sau em quay cho các bác xem nha. Ba con này. Đó, một con nha. Đây, mông má này, đây này, lưng này. Đó. Lưng này. Đó. Đến con thứ hai nha các bác. Đây. Con thứ hai này. Đây. Đó. Hai con nha các bác. Đây. Bò đúng là bò đẳng cấp luôn. Đó, con này là con thứ ba nha các bác. Đây. Được chưa? Đó. Chú Thơm quay kỹ một tí cho bác nào có nhu cầu, đang có ý định mua thì các bác có thể nhìn hình dung rõ ràng nha các bác. Đây. Đó. Được chưa các bác? Đây. Một con này, hai con này, đó, và ba con này nha. Đó thì chú Thơm vừa review chi tiết ba con 3B được lỡ, một con 3B nhỏ ở trong chuồng. Thì con 3B nhỏ thì chú Thơm cũng đã báo giá rồi các bác, chỉ có 22 triệu thôi, các bác có thể sở hữu em 3B được nhỏ nhỏ xinh xinh đó về đi. Và bà con nông dân lưu ý là tiền nào vãi nấy nè, nó chỉ có 22 triệu thì sau này cái thể trạng của nó sẽ không bằng con 27, 28 triệu được nha các bác. Nó em nói quan điểm rõ ràng nha, bán đúng cái giá trị thực của con bò. Đó, còn ba con 3B được lỡ này thì em bán với giá là 98 triệu nha các bác. Ba con 3B được lỡ này 98 triệu nha. Và chú Thơm nói giá cả cho bác, ba con này nếu mà cân hơi lên nó trên một tấn nha, không dưới nha các bác. Đó, em bán bò là bán bò thật,
không bán bò ảo nha, và giá là giá trị thực của con bò nha các bác. Bà con nông dân bác nào có nhu cầu tìm mua thì các bác có thể đến trực tiếp nhà em nhìn coi là có bắt được không. Nếu mà các bác bắt được thì các bác có thể mua cái lô bò 3B đực lở này về nuôi này, đến Tết là ok lắm các bác ạ. Đến Tết là tầm tháng 11, nếu các bác có tiền thì em khuyên các bác nên mua cái loại này. Đến tháng 11 là các bác có thể xuất bán được rồi. Lựa lựa ra lúc giá cả hợp lý các bác bán, để các bác vào giống thì nó thích hợp hơn. Nó còn như B ở bên đó thì thật sự là cuối năm bán là nó non các bác. Nó đang còn non me, nó chưa chín me đâu các bác. Có sao em nói vậy, còn cái này là chín me rồi này. Và chỉ có 98 triệu thôi nha. 98 triệu các bác có thể sở hữu 3 em 3B được lỡ về nuôi vỗ béo nha các bác. Không còn khấu hào nữa các bác, về là các bác nuôi béo là các bác bán rồi. Không có suy nghĩ cái tháng 10, tháng 11, tháng 12 các bác muốn bán lúc nào bán, vì nó đã chín bò rồi. Đó thì còn bác trai đó, các bác trai bác cũng nhận xét đó. Đó, bác là người trực tiếp xem thì bác cũng cho lời nhận xét là được thì ok. Đó rồi, ok bà con nha. Thì bà con bác nào có nhu cầu mua hoặc bán trâu bò thì nhớ đăng ký kênh nha. Bác nào có nhu cầu bán thì cứ liên hệ trực tiếp gặp em, chú Thơm sẽ đến nhà các bác thương thảo và mua một cái giá nó hợp lý nhất nha các bác. Đó, để chuyển giao cho bà con nông dân. Nếu mà em mà mua về mà chưa có ai bắt thì em sẽ up trực tiếp lên kênh YouTube để xem. Đó các bác. Các bác cứ bảo là từ Tết đến giờ chú Thơm không có đoạn video nào, nhưng các bác thấy mua bò đến quay, nhưng mà người ta đến người ta bắt rồi thì mình quay lên làm gì nữa, bò đã bán rồi thì không nên quay. Đó, bà con nông dân thông cảm cho chú Thơm cái vấn đề đó. Đó, mấy con ở bên Nghệ An đó, em cũng sang em bắt đó. Nhưng mà về thì bác mua luôn, chở sang báo giá cho bác từng con một thì chở sang cho bác luôn. Đó thì còn ba con này nha. Ok bà con nhá. Đó, còn ba con này thì 98 triệu. Đó, chú Thơm nhắc lại, bà con nông dân bác nào có nhu cầu bán thì cứ liên hệ trực tiếp gặp em, chú Thơm sẽ đến nhà các bác thương thảo và mua một cái giá nó hợp lý nhất. Và các bác lưu ý là thuận mua vừa bán, và mua bán thì mỗi người mỗi mắt nha các bác. Các bác lưu ý cái chỗ đó, không có chú Thơm đến không mua được rồi các bác nói thế này thế nhỉ? Rất nhiều người nói đến tai em rồi, nhưng cái việc đó là việc của người ta. Em không thắc mắc, còn em đi mua bán thì bằng cái lương tâm của em. Đó, để chuyển giao con giống chất lượng nhất cho các bác. Và bà con lưu ý là cái tiền nào vải nấy nha các bác. Đó, còn bà con nông dân bác nào có nhu cầu mua thì nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nha các bác. Đó, để sớm nhận được những video mới nhất từ kênh khởi nghiệp nha. Đó, kênh của chú Thơm là vậy nha các bác. Mua bán công khai rõ ràng minh bạch nha. Đó, các bác đến nhà em này cũng giống các bác đến nhà em đó, cũng giống như hai bác đến nhà đó. Mắt thấy, tai nghe, tay giờ. Tốt nhất là các bác nên đến nhà chú Thơm xem trực tiếp bò thì tốt nhất. Em luôn ủng hộ cái cách mua bò vậy. Đó, được thì các bác mua, đúng không các bác? Không được thì thôi. Anh em vui vẻ, làm ăn rõ ràng nha các bác. Đó. Rồi, kênh khởi nghiệp xin chào các bác nha. Chào toàn thể bà con. Lùa, đúng rồi, lùa con đó vô. Khẽ thôi em, khẽ không có bác sốt. Hơn 100 triệu mà mới gõ cọc cọc nữa nè. Hơn 100 triệu mà gõ cọc cọc nữa nè. Cứ cho nó ra đi. Cứ từ từ. Anh em đi khởi nghề với nhá. Dạ. Anh em đi khởi nghề với nhá. Đi. Từ từ, cứ từ từ, cứ từ từ. Rồi. Đó. Đây các bác, bỏ ra được ngoài các bác mới nhìn thấy hết con me nha các bác. Đẹp tuyệt vời luôn các bác. Rồi lùa lên đi, lùa lên con ăn, con ăn. Đích. 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 26 triệu một con các bác. Các bác thấy. Đích. 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 Lên. Lên. Đó, đúng rồi, lên. Đấy. Đây, lên. Nhảy chứ, cái đến túi là to. Về Nghệ An nha, về Nghệ An nha các bác. 26 triệu một con. Xô. So.